người nhận tiền thấy ứng ứng. Mới đây vào ngày 24 tháng 9, 18 gia đình nạn nhân trong vụ chạy thận Hòa Bình nhận được thêm số tiền đền bù của công ty Thiên Sơn, nhưng lần đền bù này số tiền còn ít hơn rất nhiều so với tháng 8 năm 2001, 50 triệu. Được biết số tiền công ty Thiên Sơn đền bù của 18 gia đình chỉ có 12 triệu đồng. Với số tiền trên thì gia đình người có người bị tử trận nhận được 983,345 nghìn đồng, còn gia đình có người bị ảnh hưởng nhận được 247,072 nghìn đồng. Ông Phạm Ngọc Thảo sinh 1952, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, chồng của nạn nhân Lê Thị Chung, người đại diện cho 18 gia đình cho biết, khi nhận được số tiền trên nhiều bà con ở trong vùng sâu, vùng xa ra cầm tiền đã quỳ xuống và khóc. Đơn kêu cứu giúp của 18 gia đình các nạn nhân chạy thận. Giờ họ đền bù chẳng lẽ chúng tôi không cầm, nhưng cầm những đồng tiền quá ít ở như vậy chúng tôi thấy rất tủi thân. Nhiều bà con ở những các huyện vùng sâu ra lấy tiền đã khóc và than vãn. Nhận tiền như thế này chẳng khác gì chúng tôi đang được bố thí, khổ vô cùng, ông Thảo nói. Theo ông Thảo thì ông cũng thấy rất khó hiểu vì sao việc thi hành án của Thiên Sơn lại diễn ra chậm rì rì như vậy. Ông Đinh Văn Tính 1954, xã Sử Ngòi, thành phố Hòa Bình, bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, cũng cho biết thêm, phòng thi hành án quận Thanh Xuân cho biết, lần này họ chỉ cưỡng chế được 12 triệu đồng từ Thiên Sơn cho nên số tiền trả cho 18 gia đình nhận được sẽ ít đi. Theo ông Tính, số tiền đền bù nhận được lần này quá ít gì vậy, một số gia đình ở huyện khi cầm xe ra lấy tiền đền bù, có gia đình chỉ đủ tiền tiêu dùng đi lại. Nhận số tiền đền bù này chúng tôi vô cùng bức xúc, vì đây là tiền xương, máu, thịt của những người thân của chúng tôi, giờ nhận những đồng tiền này chúng tôi cũng có vui lòng gì đâu. Nỗi đau này chẳng ai muốn xảy ra, chúng tôi cũng chỉ mong việc đền bù hoàn tất nhanh sẽ giúp không còn chạm phải nỗi đau. Thời gian sẽ giúp cho nỗi đau vui đi, nhưng nếu cứ đền bù như thế này thì phải gần 10 năm nữa chúng tôi thế hệ tiếp lại được nỗi đau mất người thân, ông Tính chia sẻ. Ông Tính cũng cho biết thêm, ông và các gia đình còn lại đã viết đơn cầu cứu với các ban ngành từ trung ương tới địa phương, cơ quan báo chí về cách đền bù của công ty Thiên Sơn. Chính gia đình có người tử trận muốn biết rõ rệt nguyên nhân. Ngày 14 tháng 10, ông Tính và ông Thảo đại diện cho chính gia đình có người tử trận trong vụ tai biến chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan công dụng và chỉ dẫn nhà nước muốn có câu trả lời về cái chết của chính nạn nhân. Ông Tính cho hay, theo bản án số 8/2019 hình sự sơ thẩm ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Tòa án Nhân dân thị trấn Hòa Bình và bản án số 20/2019 học sinh phổ thông ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình nêu nguyên nhân chết của các nạn nhân là do ngộ độc Lorua. Qua cầm thông tin từ các phương tiện truyền thông, ý kiến khoa học y tế, gia đình 8 nạn nhân biết nguyên nhân chết là do ô nhiễm đa chất. Vụ án đã xảy ra gần 3 năm, đến nay chúng tôi vẫn chưa biết đúng đắn là người thân chết do chất gì. Để kết luận đúng đắn nguyên nhân người thân của chúng tôi chết do chất gì, các gia đình chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời hai câu hỏi, chất gây ra cái chết cho 8 nạn nhân và ai là người chịu trách nhiệm. Khi biết rõ rệt được nguyên nhân cái chết thì vong linh của các nạn nhân thế hệ được siêu thoát và chúng tôi thế hệ thấy an lòng, ông Tính cho hay.